Sau hơn một ngày bị dòng nước cuốn trôi thì thi thể của cháu bé bị nước cuốn vào cống ở tỉnh Đồng Nai đã được tìm thấy ở Bình Dương. Cháu Nguyễn Tấn Trường 11 tuổi bị nước mưa cuốn vào cống mất tích vào chiều ngày 27 tháng 9 tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu. Đến đêm ngày 28 tháng 9 thi thể của cháu đã được tìm thấy tại một đoạn sông gần bờ kè Uyên Hưng thị xã Tân Quyên tỉnh Bình Dương. Người nhà cháu bé cũng đã đến nhận thi thể. Địa điểm nơi phát hiện thi thể cháu bé nằm gần bến đò Tân Quyên ở bờ bên kia sông Đồng Nai so với vị trí bé mất tích có thể cháu bé đã bị cuốn trôi vào cống theo đường thoát nước trôi ra sông Đồng Nai, rồi theo con nước trôi về Hạ Du và vướng lại khu vực Bến Đò, cách nơi cháu gạch nạn chừng 10 km.